cái vàng mướp mà vào giữa tháng 6 của mình nè các bạn. Giờ mình chuẩn bị mình thu hoạch nha. Mấy cái trái này là hôm nay mình cắt được hết rồi đó. Cái này là mướp hương nè các bạn. Cái này mình cũng mới trồng chắc mình nghỉ hôm tháng 4 à. Hôm nay là mình chuẩn bị mình thu hoạch ha. Cái này là mướp hương nè các bạn. Đây mình đo coi. 1,5 tay ha. Hôm bữa là mình thu hoạch được 3 trái rồi. Và hôm nay là mình thu hoạch thêm chắc hết mấy chỗ này là chắc được 10+ trái nữa rồi các bạn. Mấy cái này là cái đợt đầu mùa. Đầu mùa giữa tháng 6. Rồi đi vô trong đây mình còn nữa nè. Đây, cái này nữa. Đây. Đây mình để đỡ ở đây ha. Để đỡ trên này. Cái này dài dữ ạ. Cái này được 2 găng tay nè các bạn. Cái này nó lớn lẹ quá các bạn ơi. Mới hôm qua mình không cắt mà hôm nay coi nè. Đó. Đây nó bự rồi nè. 2 găng tay à. Wow. Cái này mình cắt được luôn. Coi vậy chứ nó non lắm các bạn. Nó đầu mùa. Để xuống rồi mình lấy thêm ha, mình cắt thêm, cái này cắt được luôn, cắt luôn cái này các bạn. Mình cắt cái đợt này xong là nó sẽ rộ thêm nữa các bạn. Cái này cũng có. Ok. Chắc còn mấy trái này. Trái này chắc còn nhỏ thôi. Chắc mình để ngày mai. Mai mốt mình cắt nha. Ok, đây là cái món mướp mà mình mới thu hoạch xong rồi các bạn. Mình cắt 2, 4, 6, 8, 10, 12 trái tất cả các bạn. Lá lốt của mình nè các bạn ơi. Năm nay mình chưa có bón cái phân cho nó hết á, từ đầu mùa xuân tới bây giờ. Thường thì cái này mình chỉ bón phân bò thôi các bạn. Mình lấy phân bò mình rắc ở dưới gốc nó thôi chứ mình không có bón phân gì hết. Nói chung cái rau này mình cũng thỉnh thoảng mình mới ăn thôi các bạn. Mà nó lan quá trời luôn. Đó các bạn thấy bây giờ nó lan nè. Nó còn tiếp tục nó lan nữa. Mình phải kéo nó vô hoài á. Nó cỡ này mình ăn là cứu là ngon lắm đó các bạn. Cái này mình chỉ một khúm nhỏ vậy là mình ăn đủ rồi mà. Các bạn thấy nó quá trời luôn. Tại vì mình không có muốn nó tốt nữa, nó bò lan nữa đó. Cho nên mình chưa có bón phân cho nó đó các bạn. Nếu cái này mà mình rắc thêm phân bò vô cho nó nữa, nó còn mạnh nữa. Cái này giờ mình làm giống như cái kiểng luôn rồi. Mình để cho nó bò giống như cái kiểng đó các bạn. Chứ còn thỉnh thoảng mình mới ăn, chứ mình cũng đâu có ăn thường cái món này á. Các bạn trồng lần là nó cứ bây giờ là nó cứ bò hoài luôn á. Nó mùa đông nó có héo rồi, nó cũng mọc lại rồi các bạn. Nó héo nó chết nó cũng mọc lại. Hôm nay mình tiếp tục mình thu hoạch bầu đợt 3 này các bạn. Hai đợt đầu là mình thu hoạch được 10 trái rồi.
Hôm nay mình thấy có được hai trái cũng hơi bự bự là chắc mình cắt vô được rồi nè. Nãy mình đếm sơ trên vàng là được mười mấy trái đó các bạn. Cái này nó đang rộ đợt thứ ba đó. Cái trái này nè là mình phải hái vô rồi đó. Chút mình hái vô á. Bây giờ mấy trái nhỏ nhỏ với bông nó đang ra tiếp tục các bạn. Trái này là đợt thứ ba trong năm của mình rồi đó. Mình nghĩ chắc chừng tháng nữa à. Mình ăn chắc chừng trên đây nó có một trái con bự nó nằm trên đây mà. Mình nghĩ mình ăn chắc chừng tháng nữa là xong rồi các bạn. Nè các bạn coi mình có trồng thêm đợt hai kìa. Mà thấy hai cây con ở dưới mà các bạn thấy nó èo quá, làm như nó trái mùa các bạn. Trái mùa rồi nó lên không được. Mình thấy có mấy năm mình trước mình trồng nó lên thời gian cái nó cũng chết rồi các bạn. Mình có một cái bầu hổ lô rồi các bạn. Bầu hổ lô mình nay nó lên chậm quá, mình mấy được mình gieo mấy được. Nó lên mà nó chết rồi, đợt này nó lên được có một cây nè, giờ mới đậu được trái đầu tiên nè, thấy thương quá các bạn ha. Nhìn đúng như trái hồ lô á. Cái này mình trồng cho vui thôi, chứ cái trái này mình ăn mình thấy nó không có ngon. Nó không ngon mà cái bầu sao đâu. Mình coi tối nay nó còn nở thêm cái bông nào nữa mình tiếp tục chăm. Có khi mình chăm rồi có khi mình không chăm nó cũng tự đậu các bạn. Nhất là cái sai bên này nè, cái sai tự dưới gốc nó đi lên á. Đó. Các bạn thấy không, nhiều khi mấy cái trái đó mình đâu có chăm đâu, nó cũng tự nó đậu á. Trái đó nè, cái trái này mình cũng không có chăm nữa nè các bạn. Các bạn coi nè đó. Để mình coi ra nó dài bao nhiêu ha. 1 2 3 4 gần 5 gan luôn các bạn ơi. Trái này là mình phải cắt vô rồi nè. Đó, cái này là mình gieo đợt thứ hai nè. Các bạn thấy không? Nó vậy đó chứ ít bữa mình không biết nó lớn nữa không á.
quá quý vị ơi, hôm nay cả trăm độ F luôn. Cây cà của Nhật Thanh á, hôm nay mình thu hoạch mấy cây cà tại vì nắng á, nó bị áp rồi nó chín rồi nó bị nứt. Nó mình hơi hơi chín là mình phải bẻ liền rồi nóng quá. Nè, cái cây bí của Nhật Thanh hôm bữa mình trồng, mình chia sẻ với các bạn á, mình trồng mình đào xung quanh gốc rồi mình bỏ bon meal, mình chăm sóc tốt. Thì hôm nay nó lên nè, quý vị thấy nó lên khá lẹ và những cái nhánh này nè nó mạnh ghê á, nó cứng cáp. Ở bên đây cũng vậy, Nhật Thanh cũng đè cái thân nó xuống dưới luôn, mình chôn mình trồng tốt như sợ nè. Bây giờ nó lên đây và nó bò bên kia, mà cái nhánh á, quý vị có thể thấy nó khỏe mạnh lắm. Mà mùa hè mình trồng cái con á, nó cũng khó lắm, mình phải dùng nhiều kỹ thuật và mình lấp đất nhiều lần lắm. Và Nhật Thanh chăm sóc khá tốt nên nó gì. Giờ mình hái mấy trái cà này vô. Nắng nóng quá cái mấy cái trái á, nó bị chín giống như là nó áp. Rồi nó có đôi khi á, nó bị nứt nữa. Bởi vì khổ lắm. Bây giờ Thanh á, kiếm cái lấy cái gì á, che bớt cho nó. Mai mốt mình trồng nửa nắng nửa mát. Còn gặp sâu nữa, mấy bữa nay có sâu. Ây da. Đây nè. Nhiều khi gặp sâu nó cũng khổ lắm. Mình cũng hái quá trời luôn. Mà nhiều quá nhiều khi ăn không hết. Cái cây này á, Nhật Thanh để ý á, mình muốn trái bự á, mình trồng trong mát dí tỉa nhánh bớt. Nhưng mà Nhật Thanh thấy quan trọng á, là đừng để cho nó nắng quá. Bởi vì tại sao người ta trồng cà, người ta trồng trong nhà trồng cây, người ta trồng á, trong nhà trồng cây á, nó mát, với lại á, cái trái nó không bị sâu, không bị nứt. Nắng như này nè, như 100 độ F như chỗ nhà Nhật Thanh giờ nóng quá. Nó vừa mới chín cái nóng, nắng nó rọi vô á, mình không kịp hái là nó hay bị nứt lắm. Bởi vì giờ mình hái trước, hơi hơi vàng vàng như vậy nè, là Nhật Thanh hái. Thôi Nhật Thanh với cho chị Năm bye bye quý vị nha, và hẹn tất cả kỳ sau. Mình cũng lặt bớt á, khi mình lặt bớt thì những cái trái cà này á, nó sẽ lớn, nó sẽ lớn, nó ngon hơn. Để Nhật Thanh kiếm cái gì che bớt cái chỗ này. Bye bye quý vị nha. Hẹn tất cả kỳ sau. Bye bye.